Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Việt Nam Hoàng Vĩnh Bảo nói hôm 26 tháng 12 rằng báo chí đang đứng trước nguy cơ bị truyền thông xã hội vượt mặt trong việc cung cấp thông tin đến độc giả. Theo tường thuật của báo chí Việt Nam, tại một hội nghị về báo chí ở thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bảo lưu ý đến thực tế là mạng xã hội ngày càng có khả năng truyền thông tốt hơn nhờ liên tục có các công cụ tính năng công nghệ mới. Điều đó khiến báo chí mất dần vị thế độc quyền trên phương diện này, ông Bảo nói. Báo chí dẫn lời ông Bảo cho rằng thậm chí có những lúc mạng xã hội lấn át báo chí về độ nhanh nhạy, cập nhật thông tin và cả sự quan tâm của độc giả, đặc biệt trong các vấn đề vụ việc nhạy cảm, phức tạp. Việt Nam hiện có hơn 980 cơ quan báo chí, tất cả đều phải gắn với một cơ quan hay tổ chức nhà nước. Về lý thuyết, ở Việt Nam không có báo chí tư nhân. Tính định hướng, chính luận trên báo chí được cho là cũng chưa được coi trọng. Những thông tin không đúng sự thật, thiếu nhạy cảm về chính trị, không phù hợp với lợi ích đất nước, không phù hợp định hướng, tiết lộ bí mật nhà nước vẫn xuất hiện không ít. Các hạn chế này cũng xuất phát từ việc nhiều cơ quan tổ chức địa phương thiếu chủ động cung cấp thông tin, nhất là trong các tình huống sự kiện bất thường, phức tạp liên quan đến chính trị, kinh tế, xã hội và đối ngoại, gây khó khăn cho cơ quan chỉ đạo và quản lý thông tin, cũng như cơ quan báo chí. Về kinh tế, các cơ quan báo chí đang bị giảm nguồn thu do quảng cáo trực tuyến, dịch chuyển mạnh về các nền tảng xuyên biên giới như Google và Facebook, chi phối khoảng 66% thị phần quảng cáo trực tuyến tại Việt Nam. Việc không thu hút được quảng cáo, không tự chủ được chi phí hoạt động có thể dẫn đến những biến tướng về tôn chỉ mục đích, ảnh hưởng tới chất lượng nội dung của tờ báo.